Xin chào mọi người, hôm nay là buổi học thứ 6. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đàn bài Đường tôi chở em về. Mình bắt đầu với tay phải nhé. Bài này mình sẽ đàn ở giọng son trưởng, cho nên tất cả các nốt pha mình sẽ đàn pha thăng. Ok, mình bắt đầu với câu đầu tiên. Si la re re si do si la re 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 do si son la si do re la. Nó có kim cương là la son hai ba. Si la re re si do si la re 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 do si son la si do si la. Đến đó ha. Bây giờ mình sẽ ghép tay trái, mình sẽ có hợp âm đô trưởng, đô son đô rê trưởng, rê la rê, si thứ, si pha thăng si, mi thứ, mi bảy. Giờ mình sẽ như này. Ok, mình ghép chậm nè. Bài này chỉ có từng đó hợp âm thôi các bạn, đô rê si và mi. Si la rê, mình đi với đô. Si đô si la, xong các bạn mới vô hợp âm rê nha. Rê 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 đô si, các bạn đi với si. Son la si đô rê la, son đi với mi. Và các bạn cũng có thể đánh mi bình thường và cộng thêm son nữa. Câu số 2. Si la rê rê si đô si la, hợp âm rê cộng thêm pha thăng nếu được. Rê 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 đô si son la si đô si la. Ok, dạ mình được hai câu rồi. Câu tiếp theo cũng na ná như vậy mà mình lên trên này. Đô rê si rê 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 si rê mi rê hay si đô si đô rê son son rê si hai ba. Đô rê si rê 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 son rê mi rê hai si đô rê son la si đô si la son. Là mình được một nửa sau của phiên khúc, hợp âm tương tự luôn nha các bạn. Mình ghép nha. Đô rê si đi với đô rê trưởng, rê 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 si rê mi rê đi với rê trưởng cộng pha thăng si đô si đô rê các bạn mới vô hợp âm mi. Rồi đô rê si rê 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 son rê mi rê hai ba bốn si đô rê son la si la son. Đánh lại từ đầu đến trước điệp khúc nha các bạn, bốn câu đánh nhanh nè. Tôi vẫn chưa quên son cho mình nhé. Son rê si son si. Ok, sau đó mình nối vào điệp khúc nào. Mi fa son si rê mi son son fa son la rê mi rê la son hai ba rê đô si la son la rê mi fa rê si la si mi son rê mi son son fa son la rê mi rê la son hai ba rê rê đô đô si la si đô rê đô đô si la si đô rê. Ok, nửa sau lặp lại y chang như vậy luôn.
Và bây giờ mình sẽ ngắt từng câu ra ha. Câu đầu tiên: mới chỉ nhìn em khóc, thì các bạn đi với đô này, không son pha đi với rê, nhận ra đã yêu gì em rồi hay ba, rê đô các bạn đi với đô, si la son la đi với trưởng, rê mi pha rê si la si mi son rê mi, bây giờ đô lại nhá. Son son fa son la re mi re la son hai ba re re do do si la nghỉ si do re do do si la si do re, và mình sẽ đàn lại một lần như vậy nữa. Áo trên con đường tôi đi với em, nửa sau này nó hơi khác một xíu, các bạn bắt đầu từ cái câu vén nhẹ tà áo ha. Rê mi son son rê mi son son fa son la rê mi rê hai ba, son 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 fa mi son rê la si do si rê mi son mi fa son la mi rê la son rê rê si do do si son si do si do do si son fa son, là mình hết điệp khúc. Thật ra là điệp khúc này đàn rất là nhanh, cho nên là khi mình đàn nhanh á thì nó sẽ hay hơn, nhưng mà các bạn đang tập cho nên mình cứ từ từ ha. Mình bắt đầu từ câu vén nhẹ tà áo nha. Rê mình đi với đô trưởng nè. Rê mi son son rê mi son son fa đi với si, rê đi với mi, son đi với đô trưởng, rê trưởng, la đi với si, mi, rồi mi lại đi với đô, rê, son đi với mi nha, rê, rê đi với la thứ này, nãy giờ chỉ có hợp âm này đúng không? Khi em buồn, hợp âm tiếp theo là đô thứ, các bạn có thể đàn theo kiểu là đô mi giáng, đô và dằn xuống luôn. Được đừng chờ em đưa em về từng ngày, là về son chữ các bạn kéo ra, si re son. Ok, mình đang là một lần điệp khúc nhá, đang đúng tempo. Chợt nhận ra đã yêu em rồi, sáng trong trường này ngừng trôi rồi, chúc các bạn tập thành công nha. Nhớ like và subscribe kênh My Piano để xem nhiều bài hát hơn nhé.